Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Con Trai Vào Bếp. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm món thịt ba chỉ kho dưa. Món này dễ ăn và đưa cơm khủng khiếp các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi giới thiệu nguyên liệu cho các bạn. Nguyên liệu của mình bao gồm 500g thịt ba chỉ, hành lá, dưa chua, muối, gừng, tương ớt, bột canh, đường, hạt nêm, tiêu, nước mắm, hành tím, ớt, tỏi. Mình sẽ tiến hành đi sơ chế nguyên liệu nhé. Ở đây mình có chuẩn bị khoảng 4 củ hành tím, mình đập dập băm nhỏ. Tiếp tục là mình sử dụng 2 quả ớt, mình thái nhỏ. Ở đây mình có sử dụng 1 củ tỏi mình đã bóc vỏ, bây giờ mình sẽ đập dập băm nhỏ. Hành tỏi mình lượn lại 1-2 tép để tí nữa mình thả vào kho cho đẹp các bạn nhé. Tiếp tục là mình sẽ đi đập gừng. Ở đây mình có chuẩn bị 1 củ gừng nhỏ, mình đập dập để tí mình chần thịt nhé. Hành lá ở đây mình có sử dụng 4 cây hành lá, mình cắt khúc để tí nữa mình rắc vào phần thì cho nó thơm nhé. Vậy là tất cả nguyên liệu của mình cũng đã sơ chế gần xong rồi nhé. Tiếp tục là mình sẽ đi cắt thịt và chần thịt. Ở đây mình có chuẩn bị 1 nồi nước và mình sẽ cho 2 miếng thịt ba chỉ vào. Sau đó là mình sẽ cho 1/2 thìa canh muối và 1 củ hành đập dập và 1 củ cường đập dập vào để mình chần thịt nhé. Sau khi mà mình chần thịt nước nó đã sôi rồi thì mình sẽ vớt ra nhé. Sau khi mà mình vớt thịt ra rồi thì mình sẽ để cho thịt nguội. Và bây giờ mình sẽ đi thắng đường để làm nước màu nhé. Ở đây mình có chuẩn bị 2 thìa canh đường. Các bạn đổ vào chảo và thắng lên. Các bạn nhớ là thắng màu cánh gián nhé, không được cháy nhé. Đây bây giờ nó bắt đầu sôi rồi các bạn nhé. Khi nào các bạn nhìn thấy màu cánh gián rồi các bạn sẽ cho 1 chút nước vào. Vậy thành quả của mình là có 1 bát nước màu thắng bằng đường rất là đẹp các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi tiến hành thái thịt ba chỉ. Ở đây mình sẽ thái miếng vừa ăn. Hôm nay mình đi chơi về thì mẹ mình bảo là lọ dưa muối ăn được rồi, nên là mình chợt nhớ ra một món mà mình rất yêu thích, đó là món thịt ba chỉ kho dưa. Nên là mình đã chạy vút một phát ra chợ, thì cô bán thịt còn đúng 500g thịt ba chỉ ngon, nên là mình đã lấy về và hôm nay mình quay món thịt ba chỉ kho dưa và chia sẻ lên cho các bạn xem nhé. Ngoài thịt ba chỉ kho dưa thì các bạn có thể kho thịt vai, thịt mông, nó cũng ngon các bạn nhé. Nhưng mà các bạn kho với thịt ba chỉ thì nó sẽ béo và ngậy hơn, ăn nó sẽ ngon hơn nhé. Thịt ba chỉ của mình thái cũng đã xong rồi, bây giờ mình sẽ cho vào để tẩm ướp.
Mình sẽ cho phần hành tím mình vừa băm nhỏ vào nhé. Tiếp tục là mình sẽ cho phần tỏi và ớt mình vừa thái và băm nhỏ vào. Mình sẽ cho tiếp tục phần gia vị vào. Ở đây mình chuẩn bị 1/2 thìa canh đường, 1/2 thìa canh hạt nêm và 1/2 thìa cà phê hạt tiêu nhé. Tiếp tục là mình sẽ cho 1 thìa canh tương ớt và 1 thìa cà phê bột canh nhé. Ở đây nước mắm thì mình sẽ cho 2 thìa canh nhé. Và mình sẽ cho khoảng 2 thìa canh nước màu của mình vừa thắng đường lên nhé. Sau đó rồi các bạn đảo đều và ướp trong vòng 30 phút. Trong quá trình các bạn ướp thì các bạn nên bỏ vào trong tủ lạnh nhé, để bảo quản tốt hơn. Sau khi thịt của mình đã ướp và bảo quản trong vòng khoảng 30 phút rồi thì bây giờ mình sẽ đem đi xào nhé. Mình sẽ cho thêm 1 thìa canh dầu ăn vào, sau đó mình sẽ đổ thịt vào để xào nhé. Các bạn có thể xào trái cạnh hoặc mình xào chín tới là mình sẽ đổ dưa vào để kho nhé. Thì mình cũng chia sẻ với các bạn là hôm nay mình nấu món này là mình rất thích món này các bạn nhé. Thì mình phải nói là món này rất dễ ăn và đưa cơm khủng khiếp. Theo như cảm nhận về món ăn này của mình đã từng nấu rồi thì miếng thịt ba chỉ mềm mềm, béo ngậy, quện cùng với những sợi dưa chua giòn giòn và ngon làm sao các bạn ạ. Thì hôm nay mình đã chia sẻ công thức món nấu thịt ba chỉ kho dưa. Nếu mà các bạn xem được, các bạn có thể nấu thử cho gia đình mình ăn và cảm nhận các bạn nhé. Khi mà mình đã xào xong thịt rồi thì mình sẽ cho thêm nước vào để kho các bạn nhé. Các bạn nhớ đổ nước sấp sấp mặt thịt rồi bắt đầu mình sẽ cho phần hành tím, tỏi và ớt vào để mình kho với dưa nhé. Ở đây mình có cho thêm vài tép tỏi và thêm vài củ hành và vài quả ớt tươi vào kho để cho nó thơm và màu nó sẽ đẹp hơn các bạn nhé. Sau khi mình đổ nước vào thì nước trong thịt đã sôi rồi nhé. Thì tiếp tục là mình sẽ đổ dưa vào. Dưa của mẹ mình muối thì nó cũng đã chín và ăn nó rất là giòn. Nó có vị chua chua giòn giòn rất là tuyệt vời các bạn ạ. Nên là hôm nay mình đã lấy của mẹ mình để đi kho món thịt ba chỉ kho dưa. Các bạn nhớ đảo đều trong vòng khoảng 2 phút để cho dưa và thịt nó ngấm vào nhau nhé. Là mình có thể ăn được rồi. Bây giờ mình sẽ cho phần hành lá mình cắt khúc vào để mình ăn nhé. Vậy là món ăn của mình đã hoàn thành và rất là hấp dẫn các bạn ạ. Nếu các bạn thấy hay, các bạn nhớ đăng ký kênh, like để ủng hộ mình nhé. Vậy là món ăn của mình đã hoàn thành rồi nhé. Bây giờ mình sẽ cho ra đĩa để ăn thôi. Một lần nữa mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới vui vẻ bên gia đình và thật hạnh phúc. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye.